Ok, xin chào mọi người nha. Thì cái clip hôm nay mình sẽ test cái khẩu súng PP2000 trong chế độ zombie. Theo yêu cầu của một số bạn đã yêu cầu mình làm khẩu súng này trong zombie khá lâu rồi. Hôm nay mình mới có cơ hội mình test. Rồi thì để xem quay khẩu này mà bắn zombie nó có cái sự lợi hại gì không và sao nó mắc thế. Đấy, chà chà đâu rồi. À, làm gì đây, quăng cái gì đây. Đấy, biết ngay mà, đậu phộng trôi. Chơi cái kiểu chơi khốn nạn quăng mù đồng đội là dễ biến thành zombie lắm. Đâu rồi, vừa thấy đây đâu rồi. Ô, ô, được sao, thôi anh ơi. À, chị y tá à, thì ra là chị y tá à. Đâu rồi, úi giời, sao này. Đuổi chứ, mình mà thấy y tá là mình hốt lắm nhá, nhảy toàn bị xịt thôi. Chị y tá đâu rồi, úi xồi này. À, tí nó vỡ mồm. May mà chị ấy hình như không bật auto cào hay sao ấy. Ơ kìa, đây này. Ơ, chị đi đâu ấy. À, cào thành nhân ở trên. Úi giời, chết rồi. Úi xồi, thôi, vừa phải thôi. Đùa chứ làm gì mà sao mà theo đuổi người ta ghê thế. Đúng là cái đồ mê trài mà. Chuẩn gấp, chuẩn gấp. À, làm hero rồi. Nào vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây, một phát, hai phát. Rồi rồi, đồng quá. Một vs 3. Cứ từ từ, nào lấy đây. Lên đây, lên đây. Úi giời, úi giời. Đâu rồi. Đuổi cho cái con y tá này chém ảo lắm nhá. Nhiều khi chém vào người nhưng mà không mất chất này. Kiểu như cái thân hình của chị ấy, rất là mảnh mai luôn. Cứ số đồ 3 vòng nó như một đấy. Rồi chuẩn gấp thôi, bây giờ chạy không nên không nên gọi là cú đấm ăn xôi làm cái gì mệt người lắm. Nào lại đây, đây 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 rồi. Trời ơi, chém như thế mà vẫn không mất được mấy tiết này. Ok, chạy ra đây đứng lại. Ăn hộp máu này thì ăn hộp máu này. Úi giời ơi, thôi cám lợn là chuồn bây giờ là phải chuồn thôi, máu ít rồi đấy. Úi giời, đến đây nghĩ thì rồi chuồn chạy đường khác đó. Nào qua đây, nhảy sang bên đây rồi. Này mà lùa bằng quận à, đâu đó. Chà chà, vẫn đang lùa mình ra như đĩa ấy nhỉ. Rồi bây giờ là chuồn thôi, không nên tham ăn cái gì hết. Tham một hai kin là vỡ mồm đấy, không đùa được đâu ấy nhỉ. Ui giời ơi, thôi anh ơi, thôi cám lợn rồi ghê nhỉ. Bị thanh niên vừa rồi đón đường đắng mề thật. Rồi tiếp nào. Cái trận đầu tiên thì chưa test được bao nhiêu súng thì đã biến thành hero rồi. Rồi thì khẩu này trước mình đã test trong chế độ đấu người rồi. À, hôm nay thì bắn zombie nó bắn mấy phát thì mình thấy bắn nó cũng bình thường thôi, cũng gọi là không được mạnh, nó cũng như những cái dòng SMG khác thôi. Nó không hiểu sao cái giá của nó cái giá trên trời. Úi xồi, thôi chưa gì đã dí mình rồi. Ai đây? À đủ thanh niên. À, thanh niên NG này, thanh niên thanh niên này định dí mình đây. À, chà, úi xời. Ông này hình như là bạn ông này là bạn thân của cái tài khoản mà mình đang sử dụng mình làm clip này, chắc là định cố tình vào đây dìm mình đây mà. Chà. Kia một đống đang đứng kia, ông không đi cào, ông cứ đè tôi, ông cào là thế nào nhỉ? Vừa phải thôi. Người ta đang quay clip đấy. Úi xời, thôi. Đậu phộng. À, định chơi nhây với mình đây mà. Rồi ông nhây mình nhây với ông luôn này. Làm gì? Úi xời ơi. Á chà, ghê gớm nhỉ. Nào vào đây. Mình cũng đáng tiếc là mình cũng không trang bị được cái giáp cho cái tài khoản này. Dạo này kim cương gọi là kim cương đang bị đáo hạn nhiều quá cho nên là cái việc à, định làm gì đây? Rồi một này. Ôi bắn zombie cũng phê phết nhỉ. Khẩu này thì được cái độ đầm của nó bắn khá là tốt. Các bạn đứng xa các bạn rũi nó như không giật đấy. Đây này. Mình chơi cố định cho nên là nhiều khi mình dìm tâm nó không được tốt. Nếu như bạn nào mà chơi tàn chỉ ấy, vừa dìm tâm thì khẩu này cực kỳ là phê luôn đấy. Rồi. Trang bị được mỗi cái bằng đạn cho cái khẩu súng này thôi. Cho nên là lực lượng đạn nó khá là ít ỏi, 30 trên 120 viên. Úi giời ơi, sao trên này biến thành zombie hết rồi. Ủa thôi. Thôi xong rồi. Ở tướng cào xong rồi nhảy xuống chứ ai ngờ quay lại luôn, ông nào sao tính ấy. Thôi sao, khó lợn luôn. Vậy là chết luôn rồi. Đắng mề thật. Cào đi. Cào luôn rồi, hay quá. Tuyệt vời. Úi giời. Đúng là khá là đen. Thì cái trận vừa rồi mà mình biến thành zombie khá là sớm. Mà đã biến thành zombie lại còn bị hero nó giết luôn. Đắng mề thật. Ngồi đợi mấy ông này chơi hơi lâu. Rồi, úi giời, làm gì đây. Mẹ, người ta đang đi chắn đường. Khốn nạn thế. Em có làm gì đâu, sao chặn chốt em. Nào đâu rồi, ông nào biến thành zombie đây. Đâu có nhảy zombie đâu rồi, chú quỷ đâu rồi. À đây rồi. Đủ, sau này nhảy hay hụt đấy. Đường sau này bạn này, chú quỷ này. Ơ, chạy đâu đây, sau này.
Đâu rồi? Ui. À, chả núp ngay sau thùng được. May mà anh không thấy mình, không thì vãi sấp mặt rồi. Làm gì đây? Đứng lại. Sở chạy. Khẩu này thì mình thấy bắn rồi cũng bình thường thôi, nó cũng không được tốt. Vậy cái giá của nó khá là mắc khi phải mua khẩu này về, theo mình nghĩ ấy, với cái số tiền 528 kim cương thì các bạn có thể sử dụng được những khẩu súng mà nó tốt hơn và nó còn rẻ hơn so với khẩu này. Khẩu này thật sự quá là mắc luôn đấy. Đủ ông này làm gì đây? Sao chắn đường mình này? Đâu rồi? Chua phát bom luôn, tội bắn này. Đấy, thấy chưa? Quăng bừa phát bom cũng ăn được mạng. Đây này, hồi sinh ngay đằng sau mình luôn. Nhìn cái gì đây, bắn đầm phết được, phải bắn khá là đầm. Mình dỗi này. Đấy, tội là cái sát hại của dòng SMG cho nên là nó hơi yếu. Rồi, thanh niên hổ báo rồi. Cái tội hổ báo này lại bắt đầu nhầm nhầm mình đấy. Cứ thích dìm mình thôi. Á, chà chà. Úi dồi, đâu rồi? À, không có ai luôn. Đâu nhỉ? Nào vào đây. Không có ai vào đây nhỉ? Đây rồi, đây rồi. Đấy thôi. Cho phát dao cho hết lùa mình luôn. Ui, một bố vào đầu không chết. Thôi xong. Rồi bị ông kia ông cay ắt luôn rồi. Yên đi, tôi cầm ra tôi phang một phát ra thanh niên này hết gì mình luôn. Á, à, chà, vẫn đang lùa này, vẫn đang lùa này. Rất là cú nhây luôn. Đâu rồi? À đây rồi, định làm gì? Định làm gì đây? Lên trên này à, nghĩ gì? Hơi chuồn chuồn. Á, à, chà, úi rồi, bây giờ bắt đầu dìm tới mình đấy. Cái kia một đống thấm du trên phía trên lồng kia, không lên mà cào đi. Người ta đi săn, người ta lành mạnh, cứ thích cào người ta. Rồi, bây giờ là chuồn thôi. Đấy, như anh trước quý này có phải ngoan hiền không? Thôi, vừa phải thôi, định muốn ăn dao đúng không? Nào vào đây. Cái tội này thì hổ báo cáo trồn này. Cứ thích gì mình, cho ăn dao, cho ngồi coi tivi luôn. Không phải nói nhiều. Rồi. Còn hai tên nữa. Mình sẽ từ từ, mình sẽ cận chiến từng tên một. Thôi sau. Bây giờ lại thành 5 tên rồi. Từ 3 tên bây giờ thành 5 tên rồi. Bây giờ số lượng zombie khá đông rồi. À, có cả y tá nữa kìa. Mình hơi sợ cái chị y tá này. Rồi biến thành hay rồi. Nào vào đây, vào đây. Từng tên xếp hàng vào đây. Đấy rồi, nhảy, nhảy, nhảy này. À, gần chết, đâu rồi, ui, yêu máu, yêu máu, yêu máu. Đứng lại mau, chạy vào đây. Hả, hả, ô, hết giờ à, nhanh lên. Vừa mới làm hay rồi, đang chém phê, biết giờ, đáng mề thật. Giờ tiếp tục nào. Đó là chà. Lên trên này, nếu như mà phải bỏ ra cái số tiền là 528 kim cương để mua khẩu này thì mình sẽ để mình quay con trang chung. À, thử cái vận may kiếp đỏ đen xem nó như thế nào. Nhưng mà cái khẩu này thì các bạn sở hữu là do từ cái sự kiện đợt trước. Chỉ cần nạp 10k thôi là các bạn có thể được cái khẩu này vĩnh viễn luôn rồi. Đấy, nói chung là nó cũng là một cái ưu đãi khá là tốt. Úi dồi ôi, định làm gì đây? Định bay qua nghĩ gì? Anh em đâu, bảo kê. Bảo kê tổng thống này. Có tên nó ám sát mình này. Đậu phộng trôi. Chuồn chuồn chuồn. Trời ơi sao mày, người ta như đỉa đói. Bữa sao thấy ghét thế không biết, định cứ muốn cầm dao chó phát vào mồm nhá. Đây này. Trời ơi trâu máu lắm, chú quỷ trâu máu lắm. Bắn cho chết đi. Giờ tăng cái sát thương một tí mình sẽ sử dụng dao sau. Chứ còn bây giờ mà để một chút máu như vậy mà dùng dao chém phát cũng chưa chắc là chết đâu. Lập la lập lo, ghét thế không biết. Lên đây. Khổ quá cơ. Người ta đã không có giáp rồi. Ui. Sau kìa. Đấy, các bạn thấy đấy, cái thành niên chú quỷ vừa rồi. Hai con mắt là cứ hình viên đạn nhìn mỗi mình thôi này. Ui, đấy, lại dìm mình rồi, định mệnh. Chắc là tay cũ cái pha vừa rồi mình dùng dao này. Thôi anh ơi, anh ơi. Thôi anh ơi, ý, sợ làm gì. Lên tốt. Ơ kìa, cảm ứng kìa, bị sao đây. Ô cái định mệnh nó. Cái lỗi cảm ứng không đi, không di chuyển được. Thề luôn, mấy sao cái máy của mình dạo này nó bị đơ. Đen thật, toàn bị chết oan những pha vừa rồi luôn. Cảm ứng nó thỉnh thoảng nó bị đơ, không nháy được, không chạy được. Cày thế, sao vừa rồi chạy được rồi, ai ngờ. Không phục quá đấy, thề luôn, mình không phục. Á, chà chà, sáu nòng này. Ôi, sáu nòng này. Ốp trụ thế này, ai chơi.
Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đùa nhau à? Sao pha vừa rồi mặt đối mặt ngay trước mặt cao như thế mà vẫn không tới nơi nhỉ? Mà nhiều khi mình mà chạy zombie đứng cách xa 10 mét là cao với tới được mình. Đúng là cái xã hội bây giờ. Đùa cái chị à, chạy à, chạy à. Chạy đường quận à. Chạy đường quận à. Lên. Để, lên làm gì? Làm có định mệnh. Bị cái thanh niên đứng sau cái ép đầu rồi. Này thì cái tội à, không phải ông này, ông kia kìa, ông cầm khẩu M240 Manger kìa. Khốn nạn thế, đánh ra là cào phát vừa rồi trúng cái chị Kelly rồi, ai ngờ cô vừa tốt quá. Trời, không thấy à? Không thấy này. Không hề thấy mình luôn, không hề thấy mình thôi. Chà, quay lại phát thấy mình ngay được. Đấy. Lên ăn cái hộp máu nào. Đủ sao này. Đấy, này từ khi biết được cái con đường parkour này lên ăn hộp máu khá là nhanh luôn. Đỡ phải chạy lên cái máng dốc làm cái gì hết. Rồi, kết thúc luôn cái trận đấu thứ tư. À, còn một hiệp đấu cuối cùng này. Đèn thế. Rồi, lên luôn. Rồi, nhảy sang này. Đấy, tuyệt vời. Ông nào cứ ốp mù thấy chưa? Cứ để ý tới mình xong rồi ốp phát mù trước mặt mình luôn. Đèn rồi, trận này làm zombie rồi. Đứng lại. Đi đâu đây? À, thanh niên cầm M240 Manger lúc nãy. Rồi, thế mạng đi. Đúng cái ông này rồi, lúc nãy. Đáng mày thật, đứng đằng sau mình móc. Thanh niên này. Bây giờ là mình phải cố gắng mình dìm cái thanh niên này này. Cái tội này. Úi xời, chạy à, định mệnh. Đùa, cái ông nào cứ bắn ấy. Khó chịu thế nhỉ. Tên nào cứ bắn ấy. À, hai tên trên bàn thờ này. Ba tên luôn ấy. Không phải hai tên nữa. Cho ba tên này cùng chung số phận luôn. Thế cho nó nhanh này. Zombie, ông kia đâu hay rồi, lên hỗ trợ cùng tôi nào. Cào ba tên này thấm du trên bàn thờ. Rồi, xác định như bạn ơi. Á chà. Bắn chắc nhỉ. Đây rồi. Chết. Thấm du này cho chết này. Còn tên lúc nãy chạy rồi. Chạy nhanh thật đấy. Khôn như ngõ. Mặc kệ đồng đội thì mình cứ chạy cái thân mình đúng không. Còn hai tên này nữa. Á chà. Úi xời. À, cái ông này lên trên này thấm du cái ông sáu nòng rồi. Hai tên này thấm du. Lên 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 bạn ơi. Mấy ông này cầm sáu nòng thấm du chắc quá, không thể nào mà lên được. Ôi, làm hay rồi. Hay đấy, trồng ngay đường sau luôn. Đấy rồi. Ông Hezo chạy đường quận à, chà, bắt cua hay phết nhỉ. Đây rồi. Được. Chạy đi. Đợt này thì mình giết luôn này. Đâu rồi. À, đón đường. Chúng ta phải chặn chốt ngay. Rồi, ba phát. Đổi. Úi xời, bốn phát rồi. Chạy đường quận à. Chạy đường quận à. Rồi, sấp mặt chưa. Này thì cái gì mình này. Trời, chết luôn này. Rồi, khá là vui khi mình cũng đã hoàn thành xong cái clip này trong chế độ zombie các cái khẩu súng PP 2000. Thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái clip này nha. Xin chào.